Đồ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em xin gửi đến mọi người video số 499, một số cây cần Nhật Bãi. Shop em là ở bên quận Bãi, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số là 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc nha mọi người. Rồi mọi người yêu thích cái mã nào thì nhắn giùm em mã hàng nha. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người tham khảo nha mọi người. Được đánh số thứ tự là từ số 1 cho tới số 20, video số 499 nha mọi người. Đầu tiên sẽ là một cái combo gồm 3 món như thế này. Mã hàng số 1 nha mọi người. Đây số 1 thì gồm có 3 món cần đặt. Cây này thì là 2 khúc dạng câu tôm nha mọi người. Tay cầm ở đây là bằng gỗ nè. Bát ở đây là bát vặn inox. Thân ở đây là bằng thân đặc. Và ngay cái đầu đọt này á thì nó là khoen của nó là dạng inox như thế này. Inox không có lồng sứ và nó đi hơi bị đi chỉ hơi xấu nha mọi người đây. Người ta câu rồi người ta thiết kế vô trong này. Đây là cái phần đọt của nó. Gốc đây mọi người. Đây, hai khúc cái khoen đề ba nó đây mọi người. Cái này dài là 1 mét, đọt nó là 1.2 ly và nặng 110 gram. Cây thứ hai là 90 cm nha mọi người. Cái này cũng là cái tay cầm là bằng gỗ, bát là bát vặn inox. Cái này nó cũng là 2 khúc nhưng mà cái phần này nó bị cứng lắm mọi người, lấy ra khó lắm, không có lấy ra được hay sao đó. Em lấy không ra nha mọi người. Cần này cần đặt luôn. Khoen nó là không có lồng sứ. Không có lồng sứ. Đọt của cây này là cây này đọt nó là 1 ly nặng 100 g, 1 ly 100 g. Và cây cần thứ ba này á là một cây cần đặt 2 khúc luôn. Tay cầm của nó là bằng nhựa và bát là bát nhựa. Dài 1m65, cây này dài 1m65. Khoen là khoen inox không có lồng sứ. Đọt của cần này là 2 ly 1 và nặng 150 g. Rồi, 3 cây cần đặt như thế này. 3 cây cần đặt về mọi người câu tôm ha. Cây cần thứ 3 này 2 khúc thì mọi người có thể đánh cá trê, cá trê hoặc là cá cây này thì câu tra vẫn ok nha mọi người. Cần đặt thì cái độ đàn hồi nó tốt ha. Cây này thì bao kéo luôn nha mọi người. Rồi mã hàng số 1 gồm một cây 1m, một cây 90 cm và một cây 1m65. Rồi giá 3 cây này là 200 bao ship nha mọi người. Về cho mấy em nhỏ rồi mấy anh có hồ ra sau nhà rồi câu ha. Rồi tiếp theo sẽ là combo thứ 3. Thứ 3 thì gồm có 1, 2, 3 cây luôn nha mọi người. Đây combo này thì nó gồm có 3 cây luôn. 3 cây cần trúc thật. Đây. Cây đầu tiên nó là một cái cây cần khúc 4 khúc như thế này. Chiều dài là 1m rưỡi. Đây là cái lông gốc. Bát của nó là nó làm bát Fuji FS6 nha mọi người. Đây là dạng cần thiết kế của bên Nhật ha, nghệ nhân nó làm nha mọi người. Đây. Lóng thứ hai. Thứ hai này thì nó có bị nứt ở đây một xíu. Lóng thứ ba ở đây thì nó có khoen nè mọi người, khoen Fuji hai khoen. Và lóng đọt của nó, lóng đọt thì nó cũng có khoen 3 4 5 6 7 khoen. Dài là 1m rưỡi, đọt 2 ly 2 nặng 140 g. Đây, cây này là dạng cần khúc. Và cây thứ hai là dài 1m9, 3 khúc. Cần trúc thật. Bát là bát Fuji FS6 nha mọi người. Đây, 3 khúc này nè. 3 khúc này thì dài là 1m9, đọt 2 ly nặng 120 g. Khoen nó là không có lồng sứ. Cây thứ hai. Và cây thứ ba nó là dạng cây 2 khúc và 3 khúc, nó thiết kế trong một cây cần nha mọi người. Đây. Cây này thì 2 khúc và 3 khúc. Ở cái đầu bu này nó rớt mất tiêu rồi mọi người ơi. Cái đầu bu này không biết là cái cây nào đây. Đây nè, mọi người mua thì em kiếm cái đầu em gắn cho, lúc nãy em thấy có cái đầu bu mà ta. Bây giờ nó chắc nó bị lỏng rồi, nó rớt rồi. Đây mọi người.
Cây này thì nó có là 3 khúc cần lục giác. Trúc thật nha mọi người đây. Này 3 khúc. Đây, cái này là 3 khúc và 3 khúc này thì chiều dài của nó là 2m4. Nặng 160g. Là 3 khúc nha mọi người. Và cái đọt kia là đọt của 2 khúc. Đây. 2 khúc thì mình lấy cái đọt này mình gắn vào là nó là ra 1m6. 1m6 là 2 khúc nha mọi người. Đây, 1m6 là ra gần 2 khúc. Còn 3 khúc là ra 2m4. Đây mọi người. Khoen nó đây. Đây cần lục giác nha mọi người. Đây nó dặn nó thiết kế lại. Rồi, 3 cây như thế này giá là 300 thôi nha mọi người. Mã hàng số 2 nha. 3 cây 300 luôn. Đây, 3 cây. Cái này em kiếm đầu bu gắn vào cho mọi người nha. Cây 3 khúc này cái đầu bu nó bị rớt rồi. Cái cây lục giác này thì khoen của nó là dạng khoen không có lồng sứ, bát của nó là bát inox như thế này. Bu của nó cũng không có lồng sứ luôn. Rồi cặp mã hàng số 2, 3 món này, giá 300. Số 3 là một cây Fit Aisho 39, hàng nội địa Nhật. Bát là bát Fuji FS6 nè. Tay cầm được quấn nhợ như thế này. Khoen này là dạng khoen inox phôi phíp đỏ. Cần này đọt có 0.9 và nặng 190g. Cái này thì nó cũng tháp đặt nha mọi người. Dòng ISO này thì nó cũng tựa như cần tay vậy. Nó là dạng tay tợ máy nên là nó cũng tháp cái đọt ha. Phíp đỏ. Khoen này là dạng khoen inox không có lồng sứ nha mọi người. Dài là 3m9. Rồi cái này chất liệu là fit, giá thì bình dân cho mọi người xài luôn. Mã hàng số 3 giá 200, nặng là 190g. Mã hàng số 4 là một cây Olympic, dài là 5m1, đọt số 1. Cây này đọt số 1 thì nó hơi yếu nha mọi người. Bát Fuji FS6, đọt có 0.7 ly thôi. Khoen này là dàn khoen đá sứ, cũng có chữ Fuji ở đây. Khoen cái thì nó không thấy dập Fuji. Đọt thì bé thôi nha mọi người. Vì mọi người muốn cứng thì mình có thể bấm đọt xuống ha. Cái đoạn này là đọt tháp nè. Đoạn tháp của cái cần này. Phôi cần còn đẹp. Nói chung cây cần này thì nó còn đẹp. Chỉ có điều là nó hơi yếu nha mọi người. Độ cứng nó thấp ha. Đọt số 1 ha. Lóng thì lóng lỡ. Cây này lóng nó thu gọn nó 82cm. Số 4 nha mọi người. Giá 240. Chất liệu là fit. Rồi số 5 cũng là chất liệu phíp luôn nha mọi người. Cây ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, dài 5m4 của hãng Daiwa, hàng nội địa Nhật. Bát Fuji FS7. Tay cầm ở đây được quấn nhợ rất là đẹp, cần còn rất là mới. Khoen này thì là khoen đá sứ nha mọi người. Không thấy đĩa Fuji. Đọt 1 ly 2, nặng 400g, dài 5m4, cây số 5. Phôi cần còn đẹp, màu đen như thế này. Số 5 giá 250. 250 nha mọi người. À, cái khoen này là khoen chạy, nó là khoen không có lồng sứ. Cái này nguyên nó là như vậy nha mọi người. Đây nguyên nó là nguyên bản, nó là khoen chạy này á. Cái khoen chạy này là không có lồng sứ nè mọi người. Cái này nó gồm có là ba cái khoen chạy thì không có lồng sứ và cái khoen cố định ở đây thì nó cũng không có lồng sứ luôn nha. Tổng cộng là 4 khoen không lồng sứ. Đây mọi người. Số 5 giá là 250 và 5m4. Số 6 cũng là một cây Daiwa 5m4 luôn. Cây này 5m4. Hàng nội địa Nhật. Bát Fuji FS7 luôn. Tay cầm ở đây bằng nhựa rất là đẹp. 5m4 đọt 1 ly 3, nặng 410g, số 6 nha mọi người. Đây cây này giá 250.000 nè. Cây này bụi nó bám vào các cái khoen đây thôi.
Khoan này thì cũng là khoan đá sứ luôn. Và cái khoan chạy nó cũng là ba khoan không có lồng sứ, và cái khoan cố định ở đây cũng không có lồng sứ nha mọi người. Nguyên nó là vậy ha. Đợt 1 ly 3 nha mọi người, nặng 410g. Cần thì phơi cần còn đẹp nha mọi người. Rồi, mã hàng số 6 giá 250. Số 7 là một cây Olympic cần súp. Súp lở 3m3, độ cứng H. Bát Fuji FS7 luôn. Made in Korea nha mọi người, cây này made in Korea. Đọt 3 ly 3, độ cứng tầm 30, nặng 380g. Số 7, cây này khoen của nó là dạng khoen đá sứ, 4 có khoen, 3 khoen. Cây này giá là 240. Cái này nó có vị dính vảy cá mọi người. Mã hàng số 7 240. Số 8 là một cây Yamakasu Yama. Cây này là dòng hai carbon red. Cây này ISO trợ máy carbon mà dạng carbon trơn mọi người, bát Fuji FS6 nè. Carbon nhưng mà cái phôi cần của nó thì nó là dạng bạc trơn, và cái đọt nó thì nó cũng có pha phít hay sao mà em thấy cái đọt nó cũng dịu nha mọi người. Đây, nó ghi carbon nhưng mà đọt là đọt tháp nè mọi người. Nhưng mà cái đọt nó cũng có cái độ đàn hồi chứ nó không có cứng giống như là cái carbon bình thường. Nặng là 280g, dài 4m8, đọt 1 ly 4, số 8 nha mọi người. Đây, cây Gamma giá là 390.000 thôi nha mọi người. Dạng carbon trơn. Khoen của nó là dạng khoen hãng thôi. Khoen này không phải là khoen Fuji. Mã hàng số 8 390.000. Rồi số 9 là carbon nha mọi người. Từ số 9 trở đi là hàng carbon. Cây này là dạng cây bè. Cây bè. Bè 2m1. 2m1 này thì nó có hai ngọn là 80 với 20 25. Cây này thì cây này nó mắc ngọn rồi. Cây này cái ngọn này tầm 20 25 đây. Cái ngọn này còn ngọn này là ngọn 20 25. Carbon vân. Đọt của cần là 2 ly 1, nặng 180g, bát Fuji FS6. Và khoen này là khoen dạng khoen Fuji dạ quang tháp đọt. Cây này Fuji dạ quang tháp đọt. Cái lông gốc nó thì có một khoen đề 3. Nhẹ là 180g. Mã hàng số 9. Cây này câu bè ha. Dòng Hechi bè. Giá là 400. Mã hàng số 9. Tiếp theo là mã hàng số 10 là một cây súp Rambo Spencer phiên bản đặc biệt, ứng 30 4m5, thu gọn 103cm, có 5 lóng nha mọi người. Cây này bát của nó là bát Rambo luôn. Super Power, khoen của nó là khoen của hãng luôn nha mọi người. Khoen hãng, khoen này thì nó hơi nó không có đẹp như là khoen Fuji nha, nhưng mà vẫn còn ok nha mọi người. Cái lồng của nó thì cũng còn bóng đẹp, nó chỉ bên ngoài nè, bên ngoài lâu ngày nó cũng có bị ra ten. Ở trong thì mình vệ sinh là nó bóng thôi nha mọi người, mình lau sơ là nó bóng thôi. Cái này đọt của nó là một hai ly, đọt là 2 ly 4, nặng 560g, số 10. Cây này thì có khoen này thôi, để cho mọi người giá đẹp luôn nha. Mọi người về thích thì mình câu bằng cái khoen này, không thì mọi người có thể mua cái bộ khoen Fuji bỏ vào cho nó đẹp nha. Tùy, để đẹp cho mọi người luôn. Carbon vân nha. Dài 4m5, độ cứng cao. Độ cứng cao nhưng mà đọt nó thì nó để có 2 ly 4 à. Trên đọt thì em đo được có 2 ly 4, nhưng mà cần là nó để cứng 30. Đây. Cái này có độ cứng này nó tùy vào nhà sản xuất nó thiết kế nha mọi người. Đây. Rồi đây, cây này thì có giá 550 nha mọi người. Số 10. 550 bao ship cho mọi người luôn. Số 11 là một cây lỗi khoen ISO khoen nhỏ, dài 5m2. Cây này hơi bị cũ theo thời gian. Cây này có bát mình còn xài được. Bát là bát Fuji FS7. Phôi cần có bị trầy xước.
Khoen này thì em bán lỗi khoen. Khoen này thì cắt cái khoen còn lại thì mình xài được. Chỉ bị mất cái khoen chạy ở trên này và cái đầu bu nha mọi người. Đây, mất đầu bu và khoen chạy. Đọt nó là 21, dài 5m2, nặng 300g, số 11 nha mọi người. Đây. Cây này cứng nè mọi người, về có thể xả cần tay đánh ha, thì nó cứng nè. Hạ xuống bớt cũng được, mình không thích cái đọt ở trên đây. Nó hơi mềm thì mình xuống hạ xuống dưới đây ha, rồi mình câu thôi. Còn khoen thì bấm khoen, mọi người muốn cái này nó bảo vệ cái lóng thì mình bấm, còn không thì mình tháo mình bỏ khoen luôn nha, tùy vào. Còn không thì mình mua khoen bỏ vào, mua cái đầu bu vào, hai cái khoen chạy nữa, hai ba cái vậy mọi người, là mình có thể đánh trợ máy ha. Giá thì rất là bình dân luôn, chất liệu carbon mà bằng giá phíp luôn nha mọi người. Hơi chảy xước sơ ha. Rồi cây này thì giá của nó là 300 370 nha, số 11 nha mọi người. Đây, số 11 370.000 bao ship luôn nha mọi người. Số 11 370. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 12, là một cây súp. Súp 4m2, cứng 25, màu tím pha với lại màu vàng kem. Dài là 4m2 nha mọi người. Bát Fuji với 7, cây này không có khoen. Cây này em bán là không có khoen nha. Mọi người về thích thì bỏ khoen vào, không thì mọi người câu tay ha. Mọi người dài 4m2 nè. Đọt 2,5 ly, nặng 380g. Cây này là nguyên của nó là cần súp nha mọi người. Số 12. Đây, nó bị thiếu khoen thôi, còn lại là ok hết nha mọi người. Khoen và đầu bu nè. Cứng 25. Đây, các cái đầu này thì cái khoen nó không còn nữa rồi. Đây mọi người, về mình bỏ khoen vào thôi, không thì mình câu tay rất là cứng luôn. Tay câu chép là quá tuyệt vời luôn mọi người. Rồi, cây này số 12 bán phôi thôi nha mọi người, phôi với cái bát này luôn, còn lại là khoen không có bán khoen ha. Số 12 giá 500, chất liệu carbon nha mọi người, cây này carbon. Số 13 là một cây hai khúc dây trong của hãng Suzumi, carbon, dài là 2m7, độ cứng cây cần là 30. Tem vàng xuất Nhật nha mọi người. Đây, chỗ luồng dây trong đây, cần dây trong. Bu nó đây mọi người. Dài là 2m7, độ cứng 30. Tay cầm ở đây là bằng mút nè, bát của nó hãng nha mọi người. Đọt 3,1 ly, nặng 240g, số 13. Và cái này giá là 450.000, free ship luôn nha mọi người. Marine Waste. Cái này có phần da nó thì nó có hơi bị tróc cái phần bao da bên ngoài thôi. Phôi thì bình thường, cũng còn ok nha mọi người. Nhìn chung thì còn đẹp ha. Số 13, 450. Số 14 là một cây 2m7 của hãng Alpha Techco, dây trong, hai khúc, bát Fuji, Hàn Quốc sản xuất. Bát Fuji. Bu nó đây mọi người. Bu luồng là bu xích ha. Fuji xích. Hai khúc 2m7. Đọt 3,3 ly, nặng là 220g, số 14 nha mọi người. Cây này trên cần nó không có để đồ cứng nè. Đồ cứng cây này chắc tầm 50, em coi. Cây này 30. Cây này khoảng 50 nè, cây Alpha Techco nè, đồ cứng tầm 50. Số 14 500. Số 15. 15 trở đi là một số cây cần tay ráp khúc, giá đẹp luôn cho mọi người nè. Số 15, một cây ráp khúc dài 3m6, bóng lóng ha mọi người. Cây này còn cái nút zin, còn cái bao thì không có bao, em sẽ kiếm cái bao khác cho mọi người nha. Cây này nó có bốn lóng nè, giả trúc, chất liệu là carbon, còn đẹp nha mọi người. Nói chung mấy cây cần này thì rất là đẹp ha, mang giá trị sưu tầm và câu luôn. Chiều dài là 3m6, đọt 0.8, nặng 80g. Cây này độ cứng nó thì khoảng 2,5 ha thôi nha mọi người. Đây. Số 15, 630.000. Số 16, ủa? Số 15, 16 cây này. Không có 16 mọi người, 17 nha mọi người, 15 là tới 17. 17 là một cây ráp khúc,
Suyumi, dài 6m4, tiêm vàng xuất nhập. Cây này cũng còn nguyên cái nút luôn, nút zin luôn. Cây này gồm có 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 6 lóng. Cây này 6 lóng. Vân đó là vân dạng giả trúc carbon, chất liệu là carbon giả trúc. Cần còn bóng đẹp, dài 5m4. Cây này đọt của nó là 0.8, nặng 160g. Cây này cần ra võng cần, độ cứng cũng không cao nha mọi người. Đây, độ cứng cây này chắc tầm khoảng 2.5 2H vậy thôi. Mọi người cần cái ra cần, video ra cần nhắn em dùm nha. Cây này cũng không có cứng đâu mọi người. Số 17 giá là 700, giá 700 là giá quá là đẹp luôn nha mọi người. Dài 6m4 ha, để đẹp cho mọi người luôn. Đang mùa cho mọi người câu ha. Số 17 700. 17. Số 18 đây mọi người, 18 là một cây cũng là đai hoa nè, cây này đai hoa 90% là carbon. 19 là 57, dài 5m7. Carbon vân dòng đai hoa này. Cây này nó không có cái nút nha mọi người. Cây này không có nút thì em sẽ kiếm cái nút cao su, hoặc là nếu không có mọi người về thiết kế giúp em với nha. Tại vì về nó không có cái này, về mọi người có thể kiếm cái nút gỗ hoặc là tre trúc gì mọi người nhét vào ha. Có xưởng gỗ gần thì mọi người nhờ thiết kế giùm ha. Đây mọi người, cây cần còn rất là đẹp luôn. Đọt 1 ly nặng 180g. Cây này độ cứng cũng không có cao nha mọi người. Những cái cây dòng này thì độ cứng nó cũng đọt có 1 ly trở lại thì độ cứng tầm 2.5 2H thôi. Phôi đẹp, số 18 giá đẹp luôn nha mọi người, 700. Free ship luôn. Số 18 ạ. À. Số 19 cũng là một cây đai hoa, cây này còn có bao có nút luôn. Bao nút đầy đủ luôn nha mọi người. Số 19 ạ. À. Dài 4m8. Đai hoa 4m8. Đọt 1 ly nặng 120g, giá cũng là 700. Đây, giá bán đẹp cho mọi người luôn. 5 lóng à, còn cũng vài cây rắc hút. À. Đây mọi người, đẹp ha. Bao đẹp luôn. Độ cứng cũng không cao nha mọi người, tầm 2.5 2.5 thôi. Phôi thì quá là đẹp. Dài 4m8, số 19 700. Còn có bao nhung và túi. À, em xin lỗi, còn bao và nút. Số 19 hả mọi người. Bây giờ tới số 20 nha mọi người. 20 này là một cây cần cũng còn có bao nhung luôn. Chiều dài của cần này là 5m4 nè, đọt cũng 1 ly và nặng là 170g, số 20. Đẹp, cái này cũng còn đẹp. Trong mấy cây cần ráp khúc thì người ta xài ở bên đó ít nên sao mình về đây là thường là nó đẹp nhiều ha. Cần tay. Cây này là có 6 lóng. Giá 750.000. Còn đẹp nha mọi người. Cây này cứng cũng khoảng 2.5 thôi, 2.5 ha. Rất là đẹp. Số 20 750 nha mọi người. Còn bao nút đầy đủ luôn. Hàng nội địa Nhật. Rồi mọi người mua hàng thì cứ gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.